Cuối năm 2020, Hyundai Accent bản nâng cấp giữa vòng đời đã được ra mắt tại Việt Nam. Đây là mẫu xe sở hữu nhiều cải tiến so với phiên bản tiền nhiệm, nhờ vậy nên đã thu hút được sự ưa chuộng từ khách hàng. Tuy nhiên, qua 4 năm kể từ ngày ra mắt, sức hút của mẫu sedan phổ thông này đã không còn như xưa. Bên cạnh đó, ngày 30 tháng 5 vừa qua, Hyundai thành công đã trình làng Accent thế hệ mới tại thị trường Việt Nam. Những lý do này khiến nhiều chiếc Hyundai Accent đã qua sử dụng đang được giao bán, với sự đa dạng về mức giá cho tới tình trạng xe, mang lại nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Theo ghi nhận trên thị trường xe cũ, một chiếc Hyundai Accent sản xuất năm 2023 mới lăn bánh một năm, đang được chào bán với mức giá chỉ 475 triệu. Người bán chia sẻ đây là phiên bản AT, mới chạy siêu lướt với 10.000 km. Tình trạng xe vẫn còn mới, ngoại thất màu trắng còn nội thất phối hai tông màu đen và be. Được biết, ở thời điểm mua xe, giá lăn bánh vào khoảng 560 triệu giá niêm yết 501 triệu. Như vậy, sau một quãng đường lăn bánh rất ngắn, chủ xe đã chấp nhận chịu khoản lỗ khoảng gần 100 triệu. Ở chiều ngược lại, đây sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe rộng rãi, vận hành ổn định với mức giá hấp dẫn. Hyundai Accent 2023 thuộc thế hệ thứ 5, sở hữu những đường nét thiết kế trẻ trung, hiện đại và được lòng khách hàng trẻ. Xe thuộc phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh với các đối thủ như Toyota Vios, Honda City. Các chi tiết bên ngoài có sự trau chuốt, áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới. Lưới tản nhiệt có thiết kế hình thang ngược, dạng 3D mắt xích và được mạ chrome. Xe sử dụng công nghệ chiếu sáng Bihalogen 2 chế độ pha trên COS, cụm đèn sương mù phía dưới dùng bóng projector. Tất cả phiên bản đều sở hữu vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp nhiều nút bấm chức năng. Phía sau vô lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số, kết hợp với màn LCD 4.2 inch. Trung tâm khoang lái là màn hình cảm ứng 8 inch. Đáng tiếc, ghế trên bản AT chỉ là ghế nỉ chỉ có bản đặc biệt mới có ghế da. Bù lại, biến thể này được trang bị tính năng khởi động từ xa không có trên hai bản số sàn. Xe sở hữu khối động cơ Capa 1.4 lít, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực và mô men xoắn cực đại 132 Nm. Đi kèm khối động cơ là hộp số tự động 6 cấp. Mẫu sedan phổ thông sở hữu đầy đủ các tính năng an toàn tiêu chuẩn như chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát thân xe điện tử, camera lùi và 6 túi khí.